là hay đua. Hay quá. Anh Quân là anh Quân lốp vậy chứ anh không chạm đâu.
tôi máy gần 50 triệu. Anh ơi, máy anh chưa quay đang ở đây, đang tăng tốc. Đang cắt hai lại. Anh Quân ơi, tám rồi, anh Quân ơi. Giật quả giống mình thế chứ gì. Đéo vô địch nhất. Thua anh Thanh đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhất được. Nó thật sự ở cái tỉnh Hòa Bình, anh Thanh là một thế lực đấy. Thế gì ạ? Em được nhát rồi. Giống anh hả? Lần lên một tí. Ám rồi anh Thanh ơi. À anh Quân ơi. Ý được rồi mà. Có ai nói gì đâu. Lên lên. Anh Quân em về nghỉ sớm. Đây là mình luôn. Cả hai máy đều quay lại. Bàn này là bàn trung tâm. Đa số là những cái nào là đội nhảy cái đội. Em nhầm. 100% đội hình máy này được quay. Thì cái đội hình nghỉ đây. Còn đội mình cứ đánh là được quay. Tập vui thôi. Đánh chuẩn biết đánh. Chuyển tính. 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 Chuyển tuần chỉ tập khoảng 7-8 buổi thôi, chứ còn giờ này chỉ còn trung tâm ấy, trước là toàn buổi khoảng 9 giờ 18 hôm nay ở chưa. Nhanh như thế. Lùi mình là
thế là tốt rồi mà. Quái lỏng ốp sớm em ạ. Chặn thôi. Tốt rồi em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải là thắng được em vòng bảng ấy. Sơn Thanh Quấn đấy rồi, Sơn Thanh ốc anh trong để anh thắng được đấy, anh đánh hai quả giải đánh hai hết đi đâu, đánh hai vào chưa biết thì anh bỏ. Tăng phong thì ôm vào vui thôi, công hai bên đừng có chờ mãi nhá, ôm vào một nhịp. Chịu rồi. Phải thì giật trái, không giật trái thì đấm trái.
một trang rồi. Bài rồi. Bao.